Dạ, mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Lâm thuộc thành phố Pittsburgh, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khóa tu 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ nhất của khóa tu và đây là thời pháp thoại thứ 3. Pháp hòa được gặp quý vị hôm nay là lần thứ 3 rồi. Hồi nãy trước khi xuống đây rồi còn sinh hoạt với quý ni sư ở trên Zoom hơn buổi nữa. Thưa đại chúng, khi mà mình làm việc gì trong cuộc sống, từ cuộc sống đời thường cho đến trong cái sự tu tập, cái việc mình muốn làm thì chúng ta gọi là chánh hạnh. Còn chúng ta được sự trợ duyên cho cái việc làm đó, chúng ta gọi là trợ hạnh. Bất cứ việc gì cũng phải cần có hai thứ. Ví dụ mình ăn chay, tự thân mình muốn ăn chay là chánh hạnh. Trợ hạnh là những người nấu chay cho mình ăn, hay là những món chay mà nó làm cho mình được dễ ăn trong bữa ăn. Cùng tụ mình thì là một trợ hạnh để cho mình có tinh tấn, cũng như là cái âm điệu của mình tụng nó được trong trẻo, nhịp nhàng theo tiếng mõ, tiếng chuông. Thì chuông mõ cũng là trợ hạnh, tại vì giúp cho mình tụng kinh một cách nhịp nhàng. Mình niệm Phật là chính, nhưng mà nếu có sâu chuỗi để mình lần, để mình giúp cái tâm mình định, thì cái sâu chuỗi là trợ hạnh. Mình lễ Phật là chính, nhưng nếu chúng ta có cái áo tràng mặc vào để nó trang nghiêm thân tướng của mình, thì chính cái áo tràng đó tự nhiên làm cho mình phải khép mình trong khuôn khổ nghiêm túc, thì cái áo tràng đó là trợ hạnh. Tâm mình có Phật là chính, nhưng mà cái hình Phật, cái biểu tượng bên ngoài để giúp cho mình hướng tâm, định tâm, thì cái hình Phật là trợ hạnh. Mình ngồi thiền là chính, tĩnh tâm là quan trọng, nhưng nếu có được cái ghế ngồi, cái tọa cụ, cái bồ đoàn thì trợ hạnh. Nghe pháp là chính, nhưng mà giờ thử không có bồ đoàn tọa cụ thôi, ngồi 5 phút là bắt đầu chuyển hướng rồi đó. Thấy không? Đó, nhiều khi ngồi có bồ đoàn tọa cụ mà ngồi còn không muốn nổi sau 30 phút. Cho nên quý vị ngồi một tiếng đồng hồ đó mà có được cái bồ đoàn tọa cụ để cho mình vững chãi, mình ngồi được khỏe, thì cái bồ đoàn tọa cụ đó là trợ hạnh cho mình. Như vậy thì trong cuộc sống tu tập hay là cuộc sống đời thường của chúng ta, chúng ta đều phải thấy có những người trợ duyên cho mình. Hạnh là gì? Hạnh tức là cái cách, cái việc làm. Nhưng mà trong cái hạnh cũng là cái duyên. Nếu mình không duyên, mình đâu được gặp cái hạnh đó. Ví dụ bây giờ mình ham tu mà ở một cái nơi chốn không có ai tổ chức cho mình tu hết, thì cũng không đủ duyên để tu. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta cũng phải cần có chánh, có trợ. Và muốn chánh trợ được luôn luôn thì chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng cái duyên đó. Việc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta đều gặp duyên hết á, nhưng mà đều là duyên tốt hay duyên xấu. Nếu duyên tốt thì cố gắng gia tăng, làm cho cái duyên tốt đó tăng trưởng. Cũng giống như việc lành mà đã tăng rồi thì phải cố gắng làm cho việc lành được tăng trưởng. Thì cái này là nằm trong một trong tứ chánh cần. Việc lành đã sanh phải làm cho nó tăng trưởng. Nhưng mà nếu cái duyên xấu mà nó đã sanh thì chúng ta nhờ cái năng lượng tu tập
làm sao cho cái duyên xấu nó giảm đi. Thì cái này cũng là một trong tứ chánh cần, đó là gì? Điều ác đã sanh phải tìm cách cho nó chấm dứt, cho nó giảm đi. Như vậy trong sự tinh tấn nỗ lực, chúng ta vừa phải làm cái việc thiện và cũng phải ý thức cao để chúng ta giảm cái duyên xấu. Bây giờ mình muốn ngày hôm nay nè, mình muốn tịnh tâm mình tu, mình đặt cho mình một khóa tu miên mật. Nhưng mà chúng ta không có tắt phone, cứ chụp hình quăng lên Facebook miết vậy. Kiểu này cũng chụp, kiểu kia cũng chụp, chụp xong lâu lâu còn ngó vô coi có ai có comment không. Thì làm sao? Tức là mình vẫn bị phóng duyên, mình tâm mình đi theo những cái duyên đó. Cho nên á, có những cái mình phải hy sinh, mình bỏ thì mới mong thăng tiến được trên đường tu. Vì vậy mà vừa rồi đó, thỉnh thoảng quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, thì trong cái phẩm An Lạc Hạnh đó, nói tại sao không có được nuôi sa di tuổi nhỏ, không được gần người này người kia. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta muốn cái hạnh đó nó miên mật thì buộc lòng chúng ta phải giảm những cái duyên khác. Ở đây là cái vấn đề hướng dẫn cho chúng ta giảm duyên thôi, chứ không có gì hết đó. Bây giờ nếu mình, thí dụ mình muốn bớt thị phi, thì ai tới nói chuyện thị phi, mình phải tìm cách từ chối, không nghe, để cho người ta giảm cái duyên đó đi. Nó không, không kệ, nghe quá nói gì. Cái này là mình sao? Nuôi duyên, mặc dù mình không biểu, mà mình không tới tìm tòi. Nếu mà mình còn đi tìm tòi bắt phone, bữa nay tôi không có đi, chị đi gì, có chị kể cho tôi nghe. Cái này là mình đi kiếm duyên nè, không? Còn có những cái mình không kiếm duyên, không tìm duyên, nhưng mà duyên nó đến, nhưng mà phải tự ý biết duyên này là duyên lành hay là không lành, thì tìm cách giảm duyên. Chứ đừng nói thôi kệ, người ta nói mình nghe, nói mình nghe nhiều mình cũng nghe, đây là mình giữ duyên. Mình có nghe thì người ta có nói tiếp, rồi mai kiều cái chuyện này chuyện kia, rốt cuộc á, trong đầu của mình, trong tâm thức của mình toàn là những cái chuyện không cần thiết cho người tu tập. Vì vậy cho nên mà hễ cái gì không cần thiết thì buộc lòng nó phải chật nhà. Đó, quý vị cứ tưởng tượng nhà mình cái gì cũng cất, cũng chứa hết, hũ keo, hũ chao, hũ tương, báo cũ, báo mới, ba cái giấy quảng cáo, cái gì cũng giữ hết, thì nhất định phải đầy nhà thôi. Còn ngay từ đầu là mình biết cái này không cần, phải bỏ recycle, không có phí, recycle nó đi. Không, thì những câu chuyện thị phi cũng thế. Tại ta nói mình biết rồi, một là tìm cách chấm dứt, lỡ những chuyện gì đã nghe thì biết này nó không dính dáng tới mình, cho nó ra. Thì như vậy đó, cái sự tu tập mình mới mong có kết quả tốt. Cho nên á, mình muốn độ một người cũng được, nhưng mà trước hết là phải tự độ. Tự độ mình trước rồi mới độ tha. Tại vì mình tự lực, phải, mình tự lực là tự lực, mình phải nỗ lực, mà mình phải có cái năng lực của tự thân thì mình mới nhận được cái năng lực của Phật. Mà năng lực của Phật, cô Bồ Tát thì chúng ta gọi là tha lực. Cái gì nó cũng có cả hai bên cả. Ngay cả khi chúng ta nói chúng ta tin nhân quả thì nhân quả cũng phải có 6 loại. Khi mình nói tin, khi mình tin thì phải có 6 loại tin. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Nếu chúng ta nói tới chữ tin, mình tự tin là mình phải làm được. Còn mình phải tin người, tức là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Mình có tin cái nhân mình tạo tốt thì cái quả nó tốt. Mình gieo cái nhân xấu thì quả xấu. Hôm nay mình niệm Phật, ngày mai mình vãng sanh. Cái chữ mai đây không phải là ngày mai nha. Nghĩa là hiện đời này mình niệm Phật, mai hậu mình được vãng sanh. Bây giờ mình niệm Phật, mai hậu mình thành Phật. Bây giờ mình ngồi thiền, mai hậu mình thành Phật. Tức là mình phải có niềm tin là mình sẽ thành tựu được cái con đường tu tập của mình. Đời này không được thì đời sau, nhưng mà rõ ràng đời này mình có gieo duyên. Rồi nếu mình thấy đời này mình còn trẻ mà sao mình vẫn biết hướng tâm về Phật, là biết kiếp đời trước mình đã gieo duyên khá sâu, cho nên đời này vừa trẻ là nó vẫn bắt bén cái duyên lành đó. Không, còn vị nào mà đợi tới 90 tuổi mới thấy được Phật Pháp là biết đời trước mình gieo hơi ít, cho nên đời này lớn tuổi gần theo ông bà rồi bắt đầu mới biết Phật Pháp. Nhưng mà có còn hơn không? Có bài hát nó hát vậy đó. Có còn hơn không? Có gieo còn hơn là suốt đời suốt kiếp, không đời nào đời kiếp nào mình gieo. Đó. Cho nên ở đây có một câu hỏi là
Con muốn xin thầy giúp con trả lời thắc mắc là một vị thầy hay sư cô như thế nào mới độ được người Phật tử chuyển hóa được. Mình muốn độ người khác chuyển hóa, phải không? Thì trước hết tự thân mình phải có phần chuyển hóa. Cái chuyện đó không có lý thuyết, nó là sự thật thôi. Mình muốn giúp người ta như thế nào thì tự thân mình phải có kinh nghiệm. Vậy thì cái điều này nó không có, tự sư cô đó, thầy đó cũng phải có một chút tu tập thì mới đủ khả năng hướng dẫn. Giống như mẹ cha muốn dạy con mình thì tự thân mình phải có kinh nghiệm chứ. Mình không có kinh nghiệm sao mình dạy. Quý vị nhớ cái bài thơ con tôm không? Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. con tôm mẹ nó biểu con tôm con đi thẳng thì con tôm con nó sẽ nghe lời, nhưng mà nó nói mẹ đi thẳng cho con coi trước. Mà mẹ đi nó thẳng được thì mẹ mới biểu con đi thẳng được. Không phải chuyện người tu không, ngay cả trong gia đình của mình, mình dạy con cái mình không có được giận dữ, mà trời ơi mỗi lần nó làm cái gì sai mà mình còn giận hơn nó nữa thì làm sao mình dạy nó. Mà quý vị để ý, mình sẽ vấp phải cái này rất là nhiều. Con không có được hung dữ, nội cái câu đó thôi là mình biết mình giữ cỡ nào rồi, phải không? À, con không có được nói láo. Mới ngày hôm qua mình dẫn nó đi shopping mua cái áo 500, lên xe dặn về nhà nói với ba mua áo con 100 nghe không. Mình dặn con đừng nói láo, nhưng mà mình đã vô tình dạy con mình nói dốc. À, ba có hỏi nó áo này 100 thôi nha, nó on sale. À, rồi á, điện thoại phone tới mà nổi cái số phone của những người mình không ưa, biểu con mình bắt và nói mẹ không có ở nhà. Mà rõ ràng mình có ở nhà, mình nói với con mình không có ở nhà. Miễn những cái chuyện lặt vặt đó thôi mà mình không hề để ý. Mà không hề để ý thì cái gì gọi là cái gì niệm? Thất niệm. Mà có để ý thì mình sẽ thấy là mình chánh niệm. Quý vị hiểu không? Thành thử ra hồi trước cũng vậy, cho đến bây giờ cũng vậy. Pháp Hòa hay nói là mỗi lần Pháp Hòa nhắn một cái điều gì, viết một cái note gì cho mấy thầy, Pháp Hòa thường viết đầy đủ chữ. Để chi? Để tại vì mình muốn dạy cho các thầy tiếng Việt. Tại các thầy đệ tử Pháp Hòa là sanh ở Canada không à, mà các thầy từ nhỏ tới lớn là do Pháp Hòa dạy tiếng Việt. Ngày nay mà biết đọc tiếng Việt, biết viết tiếng Việt, mà bây giờ cho đệ tử mà mình còn viết cái kiểu mà viết ẩu hoặc là viết tắt, thì mình dạy cho đệ tử mình tiếng Việt trật lắc. Không, cái này là broken Vietnamese. Không, tức là mình muốn dạy. Thí dụ nhiều lúc Pháp Hòa lỡ viết chữ không, Pháp Hòa có thể viết cho quý vị như vậy. Tại vì mình người lớn, quý vị biết viết chữ không, và khi gấp quý vị có thể gạch, viết chữ không gạch đích, hoặc là chữ K, H, rồi chữ G. Nhưng mà Pháp Hòa không bao giờ viết như vậy với các thầy. Tại vì viết như vậy nghĩa là mình dạy đệ tử mình một loại tiếng Việt không hoàn chỉnh. Mà khi mà người ta không biết mà mình còn dạy như vậy là đâu có được. Đó. Thì cho nên á, nhiều lúc á, xin phép thưa đại chúng, nhiều lúc mệt á, lên tụng kinh muốn tụng tắt lắm á. Nhưng mà suy nghĩ không nên. Mình làm như vậy là tức là mình mở đường cho hư chạy. Và vẫn phải ngồi chịu một thời kinh đầy đủ như vậy. Mặc dù mình biết rõ không phải mình tụng như vậy là đủ, mình làm như là thiếu, nhưng Pháp Hòa muốn chỉ cho các thầy một cái trọn vẹn, một cái nghi lễ. Trước hết là phải đầy đủ, còn cái chuyện cắt là chuyện gia giảm của mình sau này. Cũng giống như đầu tiên quý vị học nấu ăn, quý vị phải học đúng bài bản, rồi sau đó do kinh nghiệm nấu ăn của mình và cái lượng đường, lượng muối của mỗi người mà chúng ta gia giảm. Nhưng mà khi nấu ăn, căn bản đầu tiên học là phải học cái cơ bản đó. Còn cái biến chế là cái chuyện tính sao. Thì khi ở trong cuộc sống tu tập cũng vậy. Tất nhiên nhiều lúc á, mình cái đầu mình nó phải làm việc. Mỗi một việc làm gì cho ai, Pháp Hòa đều suy nghĩ mình làm như vậy. Cho nên Pháp Hòa hướng dẫn cho các thầy từ những cái nghi lễ tụng niệm cũng vậy. Đầu tiên là phải dạy cho đầy đủ, rồi sau khi xong rồi Pháp Hòa mới hướng dẫn. Đó, đây là một cái nghi lễ đầy đủ nè. Khi nào gấp rút không đủ thời gian
mình có thể bỏ bớt cái nào để cho cái nghi lễ nó gọn gãy lại mà vẫn không mất được cái phần, mất đi cái phần tinh túy. Có nhiều khi như mới cách đây mấy ngày thấy thầy thị giả đi theo cũng mệt, muốn cho thầy nghỉ một chút, nhưng Pháp Hòa nghĩ sáng nay người ta nhờ mình đi tới cúng cái việc đó, sẵn thầy có đi theo mình cúng để cho các thầy thấy, và đồng thời gì thể hiện cái tình của mình với một Phật, gia đình Phật tử khi mình đi xa, các vị trợ giúp cho mình, thì buộc lòng thức dậy để làm chi, hy sinh thức dậy sớm để làm cái công việc đó. Ngày thường thầy có thể hy sinh thầy đi cho mấy con ngủ, nhưng ở trường hợp nào các con phải thức để làm tròn cái tình cái nghĩa giữa mình với Phật tử. Và đây là cơ hội để các con học những cái gì mà cần khi đi ra ngoài làm việc hoằng pháp, có những cái việc người ta cần mình trong hoằng pháp, có những cái việc người ta cần mình trong cái việc ứng phó nghi lễ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng á, khi mình muốn cảm hóa, muốn hướng dẫn ai, cái tâm mình có trong đó không? Đây là mình nói cái phần của mình. Còn cái người Phật tử muốn chuyển hóa thì mình có mở lòng để mình học không? Và mình có đủ cái duyên lành để mình tiếp nhận những giáo hóa đó không? Cho nên á, nghiệp á, nó phải nghiệp mà nó có tác động á, hay là nó có thành nghiệp là ở hai phương diện chứ không phải một. Ví dụ bây giờ thầy muốn dạy mà trò không muốn học thì sao người đệ tử thành tài? Thì cũng thế thôi. Một người mà thương mình không thương thì nghiệp ái nó không có. Còn nếu người đó thương mình mà mình cũng đáp lại, và mình lấy cái chữ nghiệp cái chữ nghiệp là mình mượn để mình gắn vô để mình có cớ mình tới, thì nó mới thành nghiệp đó. Cũng giống như nè, mình có cái tâm tham, rồi cái của người ta để đó, sẵn cái duyên nó đủ để đó, thì mình mới đi gan mình xớt cái món hàng đó đi, thì cái nghiệp tham nó mới có mặt, nó mới tác thành cái quả. Còn như trường hợp vật có để đó mà mình không có nghiệp tham thì không bao giờ mình đụng vô. Cho nên Bồ Tát Giới nói ha, nhân tham, duyên tham, cách thức tham, nghiệp tham. Phải đủ ba điều kiện trên mới đủ cái thứ tư là nghiệp. Nhân tham là chính mình có lòng tham. Duyên tham là cái việc mà cái đồ người ta để đó cho mình lấy. Rồi cách thức tham là mình suy nghĩ cách nào để mình lấy. Ba cái đó phối hợp lại, nhân, duyên, cách thức. Rồi bắt đầu nghiệp tham nó có mặt. Phật giải kỹ như vậy đó. Nếu mình mà không có, mình mà có cái nhân tham mà không có ai để hở cái gì cho mình lấy hết, thì cái nhân tham nó không có cơ hội nó sinh. Hiểu ý không? Đó, thì con cái ở nhà của mình cũng vậy. Nhiều khi mình nghĩ nó con nít, mình đi chợ về 3 đồng, 5 đồng mình để đầy nhà, đầy cửa hết. Con nít nó sẽ lấy cái tiền đó. Nó đi vô trong trường học á, có mấy cái tiệm kẹo kế bên á, nó mua kẹo nó ăn. Thật ra không có gì mà gọi, mình thấy đâu có gì tội đâu. Nhưng quý vị sẽ thấy cái tác hại là nó bắt đầu biết lấy tiền của mình mà không xin phép. Rồi bắt đầu nó biết xài tiền ở những cái tuổi của nó mà mới có 7, 8 tuổi, 8, 9 tuổi mà nó biết đem tiền ra shopping nó mua đồ ăn nó ăn. Nhưng mà khi mà nó mua rồi thì đâu phải trong shopping chỉ có mấy cái món tiền, mấy món, mấy đồng mà nó có đâu. Có những món hơn cái nó cần, hơn cái số tiền nó có. Thì bắt đầu nó nghĩ tới cái cách sao, mẹ mà có để tiền kiểu này là trong phòng mẹ có tiền, túi ba có tiền. Thành thử chính mình đã vô tình à. Và quý vị biết là một đứa con nít, mặc dù nó con nít, nhưng mà cái chủng tử bất thiện của nó mạnh như một người lớn chứ không có khó đâu. Cho nên mấy cái người mà làm social worker, họ lên những cái chỗ công cộng, họ lên họ cho mình biết, họ nói ồ tôi biết được á, có một đứa nhỏ đó, nó bị autism, nó hay lên cái chỗ này nó sinh hoạt nè. Tôi cho quý vị biết là mấy em mà nó ở cái tuổi mà tuổi teen rồi đó, mình phải để ý nó.
Tại có những em nó bệnh tâm thần. Nhưng mà nó lạ một cái nữa, nó gặp con gái nó vẫn chạy theo, nó thích, nó đùa, nó giỡn. Thì người ta mới ngạc nhiên. Nhưng mà đối với mình Phật giáo không có gì ngạc nhiên cả. Nó chỉ bệnh trên hiện tượng đời này của nó thôi. Nhưng mà trong chiều sâu chủng tử, tham dục, ái dục, sân hận nó. Một đứa nhỏ bị bệnh tâm thần, nó biết giận nó hét không? Có không? Có. Như vậy thì chủng tử sân nó có chứ. Mà chủng tử sân nó có thì những chủng tử khác nó phải có chứ, tại sao không? Một đứa con nít hồi nhỏ mà nó thấy người ta lấy đồ của nó là nó giành, nó giật, nó hét, nó quạo lên. Một đứa nhỏ nó đã thể hiện cái chủng tử ích kỷ, sân hận đó thì những chủng tử khác phải có, chứ không thể không có, phải không? À, cho nên mình tu tập để làm gì? Phật giáo dạy mình tu là để làm gì? Tu để nhận diện những cái đó. Và khi mà nó còn nhỏ đó, mà mình không có biết cách mình tưới tẩm nó thì y chang như mình thôi. Người lớn cũng vậy thôi. Mình bất quá là lớn cái đầu, cái xác chứ. Mình đâu có lớn cái hiểu biết, cái trí tuệ để mình nhận ra những cái negative ở trong người mình đâu. Hằng ngày trong vô tình mình vẫn tưới tẩm tham sân si, những hạt giống bất thiện đó, như thường. Cho nên Kinh Di Đà nói, người nào muốn vãng sanh cực lạc phải đủ ba điều kiện là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Kinh nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào mà lấy một chút phước ít, phước đức, nhân duyên, căn lành mà sanh về cõi đó được. Cái người mà mình, một cái người mà thiếu căn lành, thiếu cái tâm cầu học, mình không dạy được. Cho nên á, một cái giới đàn mà giới tử đi thọ giới, giới đàn phải trang nghiêm, giới sư phải thanh tịnh, giới tử phải chí thành. Hội đủ ba điều kiện đó, giới tử mới đắc giới. Bây giờ anh quỳ ở dưới anh thọ giới, mà giới tử, giới sư truyền giới mà anh bị phân tâm. Một người bước vô anh ngó, anh nhìn có ai vô, rồi phía sau rớt cái gì anh nhìn có ai làm rớt cái gì đó, bị phân tâm. Thì lúc đó cái vị giới sư truyền giới cho vị giới tử đó không, hình tướng hình thức thì có, nhưng mà thật sự sự đắc giới nó thiếu. Cho mình khi mình thọ giới là tâm mình phải nhiếp, nhiếp lại. Cho nên mình mà muốn chữ nhiếp là gì? Mình thu nhiếp nó lại. Cho nên cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ là mình phải thâu lại. Cái tâm mình nó tùm lum tà lá, mình phải thâu nó lại. Một cái người mà người ta cầm một cái máy đó, dưới một cái số lượng người về mà ta cầm cái máy, chụp cái rắc ta kêu nhiếp ảnh. Thu nhiếp tất cả mọi hình tướng của mọi người vào trong một cái bức hình, thì cái đó gọi là nhiếp ảnh. Đúng không? Mà tâm mình bây giờ nó chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, phương trên, phương dưới gì đó, mình gom nó lại gọi là nhiếp tâm. Và bây giờ cái tâm nó đi 10 phương thế giới, mình đưa tâm nó trở về một chỗ thôi thì gọi là nhất tâm. Cũng một thôi. Rồi cuối cùng á, mình đưa cái tâm mình trở lại thì mình phải thấy được những cái đó. Cho nên một vị thầy, một vị sư cô muốn độ một người đệ tử chuyển hóa thì chính vị người mộ độ phải có được cái năng lực tự chuyển hóa. Rồi bên này cái gì muốn chuyển, cái gì bên này muốn chuyển hóa. Cho quý vị thấy không, tại sao Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn? Tại sao Phật đưa bàn tay? Bàn tay này là tượng trưng cho sự dẫn dắt. Nhưng mà mình có muốn Phật dẫn dắt không? Tay Phật thì sẵn đưa ra, mà mình thì chẳng chịu đưa tay cho Phật nắm thì làm sao Phật dẫn? Phải không? Mà hơn nữa đó, một tay Phật dẫn, một tay Phật cầm bông sen. Phải không? Bông sen là quả, bàn tay là mình dẫn dắt. Chỉ cần mình đưa tay cho Phật dẫn dắt thì tự nhiên cái quả thượng mình có mặt. Cho nên cái tượng Phật Di Đà, tất cả đây cũng là một cái ấn nha. Ấn này gọi là ấn tiếp dẫn. Còn đây cũng là một cái ấn nè, ấn ban phước. Đây là một cái ấn nè, ấn vô úy. Đó.
Tại ấn là gì? Ấn là một cái biểu lộ của tâm. Hãy cái tâm mình nói sao, con người mình sao, mình quơ tay mình bày tỏ. Tôi, nghe nói tôi đưa tay. Không? Đó. Xin thưa với tất cả, thưa cái mình đưa như vậy thì tất cả cái ấn hết. Cho nên mình đứng trước Phật mình chắp tay cũng là cái ấn, chắp tay cũng là một cái ấn đó. Ấn này là ấn gì? Ấn phổ lễ. Chắp tay là ấn phổ lễ, mà hai ngón tay chắp vô cây nhang như vậy là ấn cúng dường, phổ cúng dường. Án nga nga nặng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng đó, mình hay tụng đó. Phải không? Thì đây là cái ấn phổ lễ nè. Cho nên mình cái người Hoa đó, người ta lễ, người ta lại Phật xong ta đứng dậy, người ta khép cái tay, người ta đưa lên trán một cái. Con xin đem tất cả cái lễ này, lễ cùng khắp hết, ấn phổ lễ. Quý vị thấy người Hoa, chùa Hoa, người ta xá xong cái ta chấp tay, ta đưa lên, phổ lễ. Quý vị ngồi thiền, quý vị để cái tay quỳ trước mặt là ấn hàng ma. Đưa cái tay đó xuống rồi là tất cả mọi cái vọng động phải được vắng lặng hết. Ai bước vô thấy mình ngồi kiểu này, đừng có nói chuyện, người ta đang ngồi thiền. Chỉ đưa cái ấn đó lên thôi là mọi ma kia nó lão xao nãy đó, nó yên lặng hết. Nó còn ở ngoài cửa kia nó còn nói chuyện, chứ bước vô đấy thấy mình ngồi kiểu này nín thinh hết trơn, không phải hàng ma sao? Con ma lớn tiếng, con ma vọng tâm, con ma gọi là thất niệm mất hết. Cho nên Phật có ấn. Rồi thí dụ như bây giờ nè, quý vị đi vô thăm bệnh, quý vị có lấy cái tay quý vị để lên vai của người bệnh không, trước khi về không? Bác yên tâm nghe, vài bữa nữa bác về, yên tâm đi, để cái tay lên trên vai. Ấn gì? Ấn vô ý đó. Ấn ban phước đó. Rồi mình vô với mình nắm tay người ta, mình vuốt ve, trời ơi tội quá, bác khỏe không, ăn được không, ngủ được không, hỏi làm gì? Ấn vuốt ve. Không phải. Ấn ban phước, ấn vô ý, làm cho người ta không có sợ hãi. Thường thường mình nói cái gì á, tai mình nó đi chung, phải không? Đó, quý vị mà lỡ đi ngang đụng vô cái cột, cái chân nó đau muốn chết, tự động cái tay mình nó đưa xuống, nó xoa liền, phải không? Tay nó đưa liền. Cho nên nó chúng sanh mà khổ đau thì lòng từ bi có mặt. Nhận diện được cái đau chỗ đó là bàn tay nó đưa tay liền. Thiền thủ thiên nhãn. Thiền thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Thấy khổ mới cứu khổ được. Cho nên thầy muốn độ mình là một chuyện rồi, nhưng mà quan trọng là mình có cho thầy độ không. Phật sẵn sàng đưa tay dẫn dắt mình, mà mình có chấp nhận được sự dìu dắt đó không. Và nếu như mình trong niệm rằng tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, trong ba người đi chung phải có là một người thầy mình. Còn ai mà chê mình, chỉ dẫn cho mình cái dở, đó là thầy mình. Ai khen mình đúng mức là bạn mình. Mình dở ẹt mà đưa mình lên trời xanh, kẻ thù mình đó, làm cho mình tưởng thiệt lâu nay cho mình đi tàu giấy không, tức là làm cho cái ngã mạng của mình nó lên. Điều thứ nữa là gì? Cả thầy và trò phải có phước. Thầy phải có phước, có đức để độ đệ tử. Người đệ tử phải có phước để nhận cái lời giáo huấn đó. Chứ không phải ai cũng có thể đâu. Tại vì sao? Pháp Hòa ví dụ phước như sức khỏe vậy đó. Mình khỏe rồi thì ai cho mình món ăn gì mình ăn cũng được. Mình mà không khỏe thì dưa leo không dám ăn, dưa hấu không dám ăn, ra mưa không dám ra. Người khỏe thì mưa gió cũng bình thường, các món rau mình ăn bình thường. Thì cái phước nó cũng vậy. Khi không có phước rồi thì việc này không được, việc kia không được. Mình không nghe được những lời lành. Cho nên nghe được lời lành đó, là mình biết rằng cái đó là cái duyên lành của mình. Hồi đó có một thầy, thầy cũng tâm sự cho Pháp Hòa, thấy nó trời ơi sao tôi dạy đệ tử hoài nó không nghe. Nó lì lắm, nó hay chống tôi lắm. Pháp Hòa nói thôi thầy lại vạn Phật đi. Nhiều khi mình làm đệ làm thầy nhưng mình không có, chưa có đủ cái phước để cảm hóa nó, được cái có phước độ nó rồi đó. Giống như mình có phước sanh được đứa con rồi đó, mà giờ không có phước con nó nghe lời.
thì mình mới có phước phần thôi. Phước nó cũng phần chứ đâu có toàn đâu. Phước phần là có được đứa con. Nhưng mà đứa con nào mà nghe lời mình á, là đứa con đó là tùy sanh. Nó là dạng con tùy sanh đó. Mình dạy đâu nó nghe đó. Còn đứa con nào mình dạy nó không nghe, mà chẳng những nó không nghe mà nó làm tệ hơn điều mình nói, là nó là liệt sanh. Nó là sanh ra nhưng mà tâm tánh chí ý nó hạ liệt, thấp hèn. Còn đứa con nào mình chẳng dạy dỗ gì mà nó rất là giỏi, rất là có tài, đứa con đó gọi là con ưu sanh. Phật dạy trong kinh con nó cũng ba loại: ưu sanh, liệt sanh hay tùy sanh. Thật ra mình có con đó là một phần của cuộc sống, là có con thôi. Nhưng mà cái quan trọng là có phước để dạy nó không, có phước để cảm hóa không. Nhiều khi sanh nó ra rồi cuối cùng mình với nó là nghịch. Mình nói một câu nó chống hai câu. Nhiều thành thử nhiều khi nó cũng là oan trái của mình. Cho nên cả hai đều có phước. Mình phải có phước độ người nhỏ, người nhỏ phải có phước để lắng nghe lời người lớn. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, phước rất quan trọng. Tiền của đời này mình làm, xài hết đời này thôi à. Hết đời này mà chưa hết tiền, tiền cũng vô dụng. Nhưng mà phước mình tạo, hưởng được đời này, hưởng luôn cả đời sau. À, cho quan trọng. Cuối cùng quý vị nhớ nghe, phước đức của tự thân. Tự thân mỗi người phải có phước. Không có phước là không làm gì được hết. Con nghe thuyết pháp và học của thầy, con hiểu như vậy là trí thức. Làm sao trí thức thành trí tuệ thưa thầy? Cái này gọi là chuyển thức thành trí. Tu là mình chuyển mà. Nhưng mà mới đầu á, mình chuyển nghiệp. Thí dụ như hồi xưa mình nóng tính, nghiệp xấu, bây giờ mình chuyển thành nhẫn nại. Mình vô minh thì mình chuyển thành minh. Quý vị nhớ là tu là mình chuyển. Cho nên thập nhị nhân duyên cũng vậy thôi à. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập cũng thế thôi. Mình nhận ra nó là cái vòng lẩn quẩn của luân hồi. Nhưng bây giờ mình muốn vượt ra khỏi luân hồi thì mình làm ngược nó lại. Vô minh là phải minh. Hệ thức là phải trí. Tại thức là gì? Là nhận thức. Mà nhận thức là có phân biệt, không? Có so sánh, có phân biệt. Mà có so sánh, có phân biệt là có phiền não. Còn nếu mình chuyển thức thành trí là gì? Nhận sự việc như là mà không so sánh. Ví dụ, nhìn vô cái bình hoa này. Đây là bình hoa lan được cắm tại chùa Huê Lâm. Chấm hết. Nhưng mình đâu có vậy đâu. Bình lan này đó. Nhưng mà nếu mình để nói ở trong lòng thôi nha, mà thường là cái nghiệp của mình nó nặng lắm, không bao giờ nhận thức như vậy và để yên vậy đâu. Khều, thấy bình hoa này xấu không? Xấu hơn bình kia. Tôi có biết bình kia ra làm sao? Để tôi lấy hình cho coi. Nói có sách mách có chứng. Tuần rồi tôi chụp hình cái chùa kia, chụp đám lan lắc đẹp, mà bây giờ mình mở ra coi. Rồi bắt đầu đó, ngồi đó phân biệt đẹp xấu chỗ này chỗ kia. Cái bắt đầu cái gì? Nếu mà cái người kia ta nhẹ nhàng ta bỏ qua, nhưng mà nếu người đó mà có cái tính mà hay nói tới nó lui, kêu trụ trì tới: trời ơi, bữa cô công xương cô cấm còn thấy tội cô ghê, cái bà đó ban ngồi phải chê cô suốt buổi luôn. Rồi có chuyện. Cái sư cô, nếu mà sư cô mà nhẹ nhàng thôi kệ đi, ai nói gì nói. Còn nếu sư cô mà phiền, đâu đâu bà nào đâu chỉ tôi coi. Quý vị thấy không? Thấy nghiệp lực nó dạy dẫn nhau không? Dây dưa hết. Thành thử ra nếu mình chấm dứt ngay cái chỗ đó, đây là bình hoa lan, ở ngay trong giờ phút này, đừng đem cái khác so. Tại vì không, trời ơi chị, sao tháng rồi chị đẹp mà tháng này chị kỳ vậy? Cũng chị ha, mà tháng rồi với tháng này nó khác nhau. Mình tạo nghiệp không? Cũng có người đó mà tại sao mà mình nói kỳ vậy? Toàn là nhận thức sai lầm của chúng ta. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa trả lời một câu hỏi bên Mỹ. Ta hỏi gì chứ là có những người người ta bị điên á. Pháp Hòa nói nhiều khi người ta điên vậy mà mình dễ thương hơn. Còn mình tỉnh quéo mà mình đảo điên. Mình không phải điên mà thêm chữ đảo điên nữa.
Rồi mình làm cả cuộc đời này nó điên đảo theo cái đảo điên của mình. Người điên mà tao nói vậy đó, có ăn người ta ăn kiểu ngồi ngồi. Nhiều khi người điên mà chẳng tác nghiệp. Còn mình tỉnh queo, mình tác nghiệp mỗi ngày là vì cái điên đảo và đảo điên của mình. Quý vị hiểu ý được chỗ đó không? Thì cũng như vậy. Đức Phật dạy mình á, cái thức á, là cái nhận thức. Mà cái gì nhận thức thì mình nên gia thêm, mình chuyển nó đi bằng nhận thức thuần thôi. Không có đem những cái khác vô. Duy thức học cũng phân biệt, phân tích cái chỗ này kỹ lắm. Nếu mà mình đem những cái cũ mình so ra, trời ơi, tháng rồi hoa đẹp, tháng này hoa xấu, hay hôm qua qua cái chuyện của ngày hôm qua, nó không có dính dáng gì tới hôm nay. Thành thử ra mình tu tập á, là mình nên làm sao có trí nếu mình không chịu chuyển. Cho nên tất cả tu là để chuyển thức thành trí. Làm sao để mình có đủ cái trí đó? Chúng ta phải có văn tư tu. Văn, nói văn, nói tư, nói tu. Chứ nếu nói đủ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Ba cái phải có huệ trong đó hết. Nghe phải nghe bằng trí tuệ. Tư duy phải tư duy bằng trí tuệ. Và tu tập phải tu tập bằng trí tuệ. Người ta nói lại cái nghe xong lợi bóc cái tay vô bóc lửa phỏng. Ôi sao kêu tôi bị phỏng tay, tại sao không lấy? Tại vì anh đâu có nói gì, anh chỉ kêu tôi bóc lửa thôi. Mình nghe không có huệ, mình tư không có huệ, mình hành không có huệ, tao biểu bốc lửa. Người có trí tự biết, ta kêu nói vậy thôi chứ phải tự lấy cái cây gấp lửa chứ ai mà thọt đưa cả cánh tay vào đó mà lấy lửa ra. Rồi phỏng tay rồi lại mắng vốn người ta. Vì mình nghe không có huệ. Khi làm không có huệ. Cho nên khi mình tu cũng vậy đó. Tu cũng vậy đó. Người ta dạy mình cách này cách này, nhưng mà mình phải tự biết sức khỏe, thời gian vân vân của mình, để mình làm sao mình linh động cái thời khóa tu tập của mình, để tu mà mình có được hạnh phúc an lạc chứ. Chứ đâu phải ta nói vậy mình làm vậy đâu. Cho nên văn huệ, tư huệ, tu huệ để có được trí huệ. Cho nên quy y pháp, cái ngày mình quy y là mình quy y thế gian pháp. Nhưng mà từ cái thế gian pháp đó mình ráng tu để mình có được cái gì? Tự quy y pháp. Quý vị thấy một thời kinh của các chùa đó. Thật ra ba cái câu chí tâm đảnh lễ là mình quy y rồi đó. Hướng về Phật của biểu tượng. Thấy không? Rồi cuối cùng cái bài kinh tự quy y Phật, tự quy y pháp. Đầu vào thì con mượn Phật này, Bồ Tát kia, hình ảnh nọ để con hướng tâm về. Sau một quá trình tụng kinh, nghĩa là sau một thời gian tu tập, con đã cuối cùng con đã nhận biết rằng Phật Pháp Tăng không ở bên ngoài, mà Phật Pháp Tăng chính ở bên trong. Cho nên các tổ đã sắp xếp một thời kinh như vậy. Đầu thì đảnh lễ Tam Bảo, nhưng mà cuối thì Tam Bảo của tự tâm. Khi quý vị làm lễ quy y, quý vị chỉ làm lễ quy y hình tướng của Tam Bảo, nhưng cuối cùng phải trở về, con nhận ra được con có tự tánh của Phật, của Pháp và của Tăng. Cho nên khi mình tụng kinh á, các vị mà thỉnh mỏ đó, 4 tiếng cuối là cốc, 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 cốc. Đó là chuyển sanh, lão, bệnh, tử. Chuyển những cái nhận thức thành ra tứ trí. Chúng ta nói đó, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Đó. Trí là trí tuệ, mà trí tuệ là do mình tu mà có. Còn đầu tiên mình mượn cái học thức, cái trí thức bên ngoài. Nhưng mà tự mình về mình phải lượm lặt, mình sàng lọc, mình thu gọn lại, mình làm sao để mà nó phù hợp với của mình. Cho nên cuối cùng nè,
Đức Phật đi 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 tu, Ngài đi học hết của các vị thầy thời đó. Nhưng mà cuối cùng á, Đức Phật lượm lặt lại mấy cái đó, Đức Phật sàng lọc lại để Đức Phật có cái riêng của Ngài, để chúng ta gọi là do Ngài giác ngộ. Nhưng mà kinh đó không đưa lại kết quả tốt cho Ngài. Từ một con người giàu sang của một thái tử, tự nhiên bỏ hết mọi thứ để, vậy là hai thái cực rồi. Thái cực đầu tiên là thái cực sang trọng nhất, rồi cái cực thứ hai là gì? Khổ hạnh nhất. Rồi sau 6 năm là Đức Phật nhận ra rằng hai thái cực đó không làm cho Ngài đạt đạo. Rồi cuối cùng Ngài đi lại cái con đường gì? Trung đạo. Nhưng mà trước khi Ngài chứng nhập được con đường trung đạo, Ngài không thể tự chứng nhập được nếu Ngài không ở hai cái thái cực trước. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên khi mà Đức Phật đầu vô bài kinh Kiều Hùng Lương, này các thầy tỳ kheo, các thầy phải tránh hai cái thái cực, hai cái loại cực đoan, sung túc viên mãn của cuộc sống sung túc và cái sự hành thân ép sát. Như vậy Đức Phật không phải là Ngài không từng trải qua, Ngài đã trải qua các pháp, rồi cuối cùng những pháp đó không làm cho Ngài đạt được cái mục tiêu mà Ngài muốn, và Ngài đã đi thanh lọc lại. Vậy giống như là bốn giới, năm giới của các vị cư sĩ bây giờ các vị thọ đó, ngày xưa là bốn giới đó đã có sẵn rồi, nó chỉ có cái giới thứ năm nó chưa thôi. Nhưng mà khi trong đoàn thể người tại gia và người xuất gia có những người đã uống rượu và đã phạm vào bốn giới trước. Cư sĩ ngoài đời thì uống rượu xong thì sao? Ăn cắp gà của người ta. Rồi người con gái, chủ nhân con gà đi tìm, trong lúc say xỉn, ổng quơ luôn cô gái đó. Ổng làm bậy với cô gái đó. Và khi thưa lên tòa thì ổng chối ổng không có. Và ổng ăn cắp con gà của người ta ổng ăn. Cho nên một cái giới uống rượu mà nó vi phạm cả bốn giới trên. Cho nên Đức Phật nói, rượu không phải là tội, nhưng nó là nhân để gây các tội. Rồi có một thầy tỳ kheo đi thuyết pháp hay quá, thuyết xong thì người ta mời rượu cho thầy uống. Nhưng mà lúc đó Phật chưa chế giới, cho nên thầy uống thoải mái. Uống xong thì say xỉn, đi ra ngoài đường ói mửa, rồi mình mẩy lem luốc, thì người ta đi ngang người ta cười chê. Một vị sa môn tu hành mà cái phong cách thấp kém quá, uống đến nỗi mà nghĩa là rượu chè như vậy, rồi đến nỗi ói mửa như vậy. Thì cái chuyện này đến tai Phật, và bắt đầu Phật chế giới: xuất gia tuyệt đối không được uống rượu, còn cư sĩ tại gia thì phải ngăn ngừa cái giới rượu. Nghĩa là quý vị có giao tiếp xã hội thì quý vị sao? Chỉ xã giao thôi. Còn quý vị xã láng là sáng về sớm. Đó. Còn giới thứ ba, đối với người xuất gia tuyệt đối không dâm, còn đối với cư sĩ tại gia chỉ là tà dâm. Bồ Tát giới cũng vậy. Bồ Tát giới xuất gia là bất dâm, nhưng Bồ Tát tại gia là không được tà dâm. Còn thêm cái giới của khinh nữa là gì? Không được hành dâm phi thời xứ. Nghĩa là những ngày chay và những nơi chùa chiền không nên. Chứ còn đâu có cấm đâu, vì đó là người cư sĩ. Thế mình hiểu được cái điều đó, mình tu mà mình có trí, giữ giới mà không khổ đau. Đó, mà mình biết được giới nào của ai, rồi giới nào ở phạm vi nào. Đó. Đó. Thí dụ như một người xuất gia cũng được làm tri chúng, nhưng mà trong luật Bồ Tát là không được tri chúng vụng về. Vụng về là sao? Không lấy cái trí tuệ ra mà suy xét chúng, mà cứ nghe người ta tâu không mà rồi la chúng ở dưới, thì làm sao mình làm một người tri chúng được? Cho nên cái giới Bồ Tát là không được tri chúng vụng về. Anh không tri, anh tri chúng là gì? Là biết được chúng và thống lãnh mọi công việc ở trong chùa, nhưng mà anh không có đủ tuệ giác để anh phân biệt được, không phân biệt được người nào là cái người có khả năng làm việc gì để chia việc cho người ta. Người biết nấu ăn thì anh lại giao cho người ta đi cắm hoa,
Người biết cắm hoa thì anh lại biểu người ta đi hốt rác. Không đúng sở trường của người ta thì làm sao người ta làm xong việc? Có phải là vụng không? Rồi xong rồi anh không có biết được như vậy, rồi anh nghe lời những cái người người ta mét thế này thế kia mà không có rõ được chúng của mình, điên dễ tin dễ nghe lời, rồi phạt người này rầy người kia, tự nhiên làm một người tri chúng mà không điều phục được trong chúng. Đó là vụng về và phạm lỗi. Như vậy thì nó thuộc về giới khinh. Nó là thuộc về giới khinh. Nhưng đây chính là giới khinh thì chúng ta vẽ coi dễ coi thường, không thực hiện. Và chính nó khinh mà điều này mà không chỉnh thì sao? Rốt cuộc chúng bỏ đi hết, không ai sống được với mình hết. Và mình là một tri sự mà không điều nhiếp được chúng. Và chúng có ai có ráng ở nhưng người ta không phục tùng mình, hoặc người ta có làm đi nữa thì người ta cũng chỉ làm giống như bổn phận thôi, mà người ta không hết tâm. Từ cái chỗ chúng ta không đủ tuệ giác. Đó. Và quý vị thấy một cái này mà nó hư á, là nó lây những cái món khác. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa nghe kể á, trồng rau muống cũng rất là khó. Mà bán, mà người, những người mà người ta bán rau muống cũng khổ lắm. Tại vì một cái lá mà nó vàng thôi, mà nó nằm chung với một cái đám rau xanh, thì cái lá vàng nó dễ làm cho những đám rau muống khác nó lây thêm. Đó. Thì cái nghiệp lực nó cũng vậy, nó lôi kéo hết, nó dính chùm hết. Cho nên á, tu tập chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đem cái nhận thức đó bằng sự tu tập của mình, để sự tu tập đó giúp cho mình có ra được trí tuệ. Thưa đại chúng, bất cứ việc gì chúng ta nghe, chúng ta biết nó chỉ là văn tự thôi. Thí dụ hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa nói, hay là quý vị học bài kinh, thì cái này gọi là văn tự. Rồi sau khi xong quý vị về, quý vị phải tư duy, chúng ta cần phải suy nghĩ, cái đó gọi là quán chiếu. Rồi mình phải sống với nó để mình hiểu được nó, cái đó gọi là thật chứng. Cái gì cũng có thể áp dụng ba câu này hết. Ví dụ vô thường nè, mình học vô thường đi, văn tự vô thường à, ôi cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, hơi đâu mà tránh danh à, đó, mình nói hay không? Văn tự thôi. Nhưng mà hàng ngày mình ít khi quán chiếu vô thường. Sáng ra tóc bạc cũng rầu, rờ lên cái răng nó lung lay cũng khổ, chân nó đau nhức, miệng nói vô thường mà vô thường nó đang đến với mình nè, từ cái tóc, cái răng cho đến chân cẳng của mình nè. Phải thường xuyên quán chiếu để một ngày nào nó không còn làm gì được nữa hết, mình thật chứng vô thường. Đó, cho nên văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Biết cái này là chiếc ghe mà không chịu lên ghe, mà nếu lên ghe mà không chịu chèo ghe thì làm sao tới được. Cũng như thế, mình biết nó mà mình phải lên nó, và cuối cùng phải đi với nó. Việc gì cũng vậy thôi. Tại sao người ta có thể nói một cách lưu loát về một cái vấn đề đó của người ta khi người ta thuyết trình, người ta sống với nó? Cho nên các vị nào mà dạy luật giới đó, có tu và có hành trì giới luật đó, lên nói mà luật không có bị khô khan. Nói là mà tại vì các vị đó có ứng dụng. Luật giới mà có ứng dụng là hướng dẫn cho người ta ứng dụng cái giới luật rất là nhẹ nhàng và thiết thực. Không có văn tự, không có cô động mà làm cho cái người nghe mù mờ và không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Cho nên trí có được với điều kiện là chúng ta học thức và đem học thức ứng dụng lâu ngày, nó thành ra một kinh nghiệm để cho chúng ta có được cái tuệ giác đó. Đức Phật mình cũng thế thôi, không có khác. Có nhiều người nói, nếu mà nói là Phật, Pháp, Tăng, vậy thì Phật có phải có Pháp, Phật mới thành Phật chứ, vậy thì Pháp của Phật đó là Pháp gì? Rõ ràng là trước khi Phật thành Phật để có giáo Pháp, thì Phật phải có Pháp chứ, có phương pháp để tu chứ. Đúng.
trước khi Ngài có cái pháp của Ngài đó, Ngài phải học các cái pháp khác, rồi Ngài thanh lọc, Ngài thành tựu để có cái pháp của Phật. Mà khi mà pháp của Phật có rồi thì cái này gọi là gì? Chánh pháp. Phải thêm chữ chánh pháp nó mới rõ ràng, chứ không thể chỉ nói pháp khơi. Cho nên là pháp là phải nhiều khi nói cho rõ là Phật pháp hay là chánh pháp. À, trước khi ba con mất cách đây 2 năm, ông đã nguyện vọng đi theo Chúa. Gia đình có mời cha nhà thờ đến làm lễ và ông đã ra đi sau đó. Vì ba con và mẹ không hiểu đạo Chúa, cũng như cách thức và nghi lễ, cũng như ngu ngơ về đạo Phật, nên đã động vào người ông để cố gắng thay đồ cho ông. Sau tầm 49 ngày mất, con nằm mơ thấy trên trời có 3 vị Phật. Trong mơ con đã lạy người và nguyện cho ba con bớt bệnh. Trong mơ con không nghĩ ông mất. Sau vài tháng thì con lại nằm mơ thấy chó mèo. Trong giấc ngủ và tỉnh thức, con nghĩ là ba con đã tái sinh vào cõi súc sanh. Từ đó con nghe pháp và cố gắng tìm hiểu. Có phải vì con đụng vào ông làm ông đau đớn nên mới tái sanh vào cõi dữ không? Và hình ảnh 3 vị Phật có ý nghĩa gì? Con đã vô minh hơn 20 mấy năm trời, để nay con tìm về với Phật pháp và có quá nhiều điều thắc mắc, xin thầy giúp con. Cái chuyện mình đụng vô cái người mất á, nó chỉ là một cái phần trợ duyên cho người mất, chứ nó không phải là chánh duyên. Như nãy qua nói đó, mình tu tập để được về cõi lành mới là cái chánh hạnh. Còn ai đó là đi niệm Phật cho mình 8 tiếng không có đụng vào người mình, nó chỉ là cái phần trợ thôi, chứ nó không phải là cái nhân yếu chính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, cái chuyện đụng vô người 8 tiếng này không có chị Phật không có nói. Đây là kinh nghiệm của các tổ. Rồi bây giờ lỡ ví dụ cái người đó không phải là Phật giáo, rồi không lẽ người ta đọa lạc hết sao? Cho nên đừng có căn cứ vào cái điều này để tự mình làm khổ mình, tự mình làm đau thương cho mình, là mình đã hại người thân mình đã không biết cách giúp người thân mình vãng sanh. Dạ không. Bây giờ quý vị có dặn con cháu mình đó, mẹ hay ba hay ai đó, mai mốt có mất con nhớ để yên 8 tiếng nha, xin phép sám hối, là biết mình chết ở đâu không mà dặn điều đó. Ví dụ lỡ một cái người đó mà họ mất ở ngoài đường do một tai nạn xe cộ, thì có được để ngoài đường 8 tiếng không? Có phải không? Cho nên cuối cùng mình phải làm gì để được sanh về cõi lành? Tự mình phải lo cái đường đi của mình. Những cái kia chỉ là phần trợ, nó không phải là cái nhân chính. Dù ai đó niệm Phật cho mình 8 tiếng, cũng đừng nghĩ rằng niệm Phật như vậy 8 tiếng vậy là mình vãng sanh. Nếu vậy đi tu chi cho nó cực trời. Cứ thoải mái đi, rồi lúc gần chết đi kiếm người niệm Phật cho mình. Nếu hằng ngày tâm mình không có niệm Phật, không có tu tập, lúc đó ai có niệm với mình, nó không có tương ưng thì lấy gì nó đi? Hồi nãy Pháp Hòa nói rồi, người ta thương mình có thương người ta thì cái nghiệp ái nó mới có mặt. Thì ngược lại cũng vậy thôi, người ta niệm Phật cho mình mà trong tâm mình phải có Phật, hai cái nó giao thoa với nhau thì cái nghiệp vãng sanh nó mới có chứ. Bây giờ trong lòng mình không có cái gì hết á, toàn là những cái bài hát đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. À, rồi mình có cái bài một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Rồi mình có cái bài nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cha chắc nhau cái dậu mồng tơi xanh rợn. Trong đầu mình toàn những cái đó không à. Rồi ta lỡ ta niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mình có cái gì mình tương ưng để mình đi? Trong lòng mình hàng ngày phải huân tu, cái đó là cái chính nghiệp của mình. Quý vị nhớ vậy, cái đó là cái chính nghiệp của mình. Còn cái chuyện mà mình được trợ duyên trong lúc 8 tiếng hay thế này thế kia, đó là cái phần phước cuối đời. Phần phước cuối đời. Cho nên á,
vị Phật tử vị nào hỏi câu này đừng có lo chuyện đó. Không phải mình đụng vô vậy là ba làm chó làm mèo vậy đâu, đừng có sợ cái chuyện đó. Cái này là do mình tác động tư tưởng rồi mình suy nghĩ nhiều, nó sinh khởi những cái hình ảnh như vậy thôi. Đúng không? Còn nếu mình muốn biết rằng á, nhờ mình có cái tâm đó, mình hướng tâm như vậy, niệm những cái hình ảnh lành nó có mặt với mình. Chính yếu vẫn là sự, hồi nãy có chú Phật tử hỏi Pháp Hòa, bây giờ vợ con á, mất được 3 năm rồi, con có cần phải tiếp tục bố thí cúng dường tụng kinh để hồi hướng cho người đó không? Pháp Hòa mới nói, dù mất 30 năm mình vẫn làm. Tại sao? Nếu nói về cho người đó, nhờ phước đó tự thân của họ đã được sanh về cõi lành rồi, nhưng nhờ mình vẫn tiếp tục gửi tiền hàng tháng cho họ thì nhà băng của họ thêm giàu chứ họ có nghèo đâu. Đó là mình nói về cái vấn đề cho người đó. Thí dụ bây giờ quý vị biết Pháp Hòa ở Mỹ, rồi tháng nào quý vị cũng cho tiền, dù Pháp Hòa có 100 đồng đi nữa rồi thì Pháp Hòa quý vị có cho thì Pháp Hòa thêm tiền chứ có mất gì đâu. Đó là một việc. Nhưng nếu vì cái người mất đó mà tạo cái duyên cho mình để làm việc bố thí thì trước mắt ai là người hưởng? Chính cái người sống đó. Chính cái người sống đó vì người mất mà mình bố thí thì người đó nhận một phần, nhưng mà thật sự người sống này vẫn nuôi được cái tâm lượng từ bi do cái duyên lành của người mất. Nhiều khi phải có một người tạo duyên thì mình mới giữ cái duyên đó mình tiến. Rất nhiều Phật tử chưa hề biết chùa là gì, chỉ nhờ có đám tang người thân từ đó mới trở thành Phật tử thuần thành. Chứ hồi xưa giờ là Phật tử tình cảm không. Phật tử tình cảm là sao? Có cảm tình với ai đi đó, phải không? Rồi Phật tử tùy hứng, hứng đâu đi đó, phải không? Phật tử tùy mùa nữa, mùa nào ế mới đi tu. Phật tử cũng nhiều dạng lắm chứ. Phật tử theo mùa, Phật tử theo cảm hứng, Phật tử theo cảm tình đó. Chỉ có khi nào mà những Phật tử như vậy á thì sao? Trời hợp. Nếu mà mùa đắc thì không đi tu, chỉ đi tu mùa ế thôi. Mà không, mà đi chùa thì xin Phật cho con đắc, mà nếu Phật linh mà cho đắc là con nghỉ tu, tại con đắc quá đấy con tu. Cho nên là Phật mà linh là Phật lỗ. Mà Phật không linh là còn lỗ dữ nữa. Cho nên á, nếu mà mình là Phật tử kiểu đó đó thì cũng ok, không sao. Nhưng mà sự vô thường lên xuống của mình nó nhiều lắm. Chỉ có Phật tử gì? Phật tử chánh kiến, chánh pháp. Phật tử đó gọi là Phật tử thuần thành. Vì thuần chánh pháp chứ nó không xen cái khác. Còn Phật tử mà cảm tình á, sư cô dễ thương thì tôi ghé nha. Sư cô mà dễ không thương là khỏi thương luôn. Trời, đây cũng vô thường phải không? Chỉ có Phật tử thuần thành. Cho nên mình làm sao mình đã trở thành Phật tử thuần thành. Đã thuần thì không có tạp. Giống như là vàng rồng 93 số 9 thanh lọc rồi, từ rác rưởi lọc riết đãi được những miếng vàng, nung nấu nó thành vàng. Một khi nó thành vàng nó không thành thứ khác. Cũng như thế, Phật tử mà thành vàng rồi đó, thuần thành rồi, không tạp cái khác, ai nói gì cũng không có bị xen tạp được. Và trong kinh Địa Tạng nói, mình mà vì người mất mà làm một điều phước lành, người mất hưởng một, mình hưởng sáu. Nó rất thật chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nói chuyện ăn thôi là được hưởng rồi đó. Làm một bàn 10 món cúng má xong mình hưởng hết. Không phải mình hưởng sao? Mà rốt cuộc nhìn lại kỹ coi, toàn là mấy đứa con mình nó thích không à. Làm món này nè, cô trước cúng má, sau nhỏ nó ăn. Làm món này trước cúng ba, sau chồng tôi hưởng. Toàn là mình hưởng không chứ ai đâu. Thực tế là vậy thôi. Cho nên đừng có sợ mấy chuyện đó. Cái quan trọng là nếu như người thân của mình còn sống đây nè, quý vị phải ráng làm sao hướng dẫn cho người thân mình niệm Phật tu tập. Thí dụ ha, má không có biết bố thí mà chưa có khởi lòng, quý vị khởi tâm cho má 1 đồng thôi, hay là 10 đồng thôi. Má bữa nay ở bên chỗ đó bị động đất á,
người ta đang kêu gọi giúp đỡ á, con lấy tiền của má 10 đồng con giúp nha má. Nói cho người đó biết mình lấy 10 đồng. Người đó nói ờ cho đi con, gieo cái tâm cho họ. Rồi mai mốt má má mùa an cư kiết hạ nè, con hùng tiền với các chị bạn đi cúng dường trai tăng nha má, con trích của má 10 đồng nghe. Mình biết 11 đồng bà không chịu đâu. Kệ, ăn ít nói dai. 10 đồng, nhưng mà việc thiện nào cũng có má. Nhất là việc thiện của Tam Bảo. In kinh nè, tạo tượng nè, pháp thí nè, cúng dường nè, chi gieo cái duyên với Tam Bảo. Còn là đi phóng sanh nè, đi cứu trợ thì những người nghèo, gieo duyên với chúng sanh. Rồi bây giờ á, má chưa chịu niệm Phật phải không? Má đọc cái này coi, con đọc nó không ra. Nam mô Di Đà Phật chứ có gì đâu mà không đọc được. Má niệm Phật rồi, bà không chịu niệm Phật. Nhưng mình tùy duyên, mình phương tiện, mình làm cho má niệm Phật. Hôm nay nè, rằm nè, má với con niệm Phật 10 câu nha. Làm sao cho ba mẹ hướng tâm, dù chỉ trong chút ít, nhưng mà chỉ một lần gieo thôi. Quý vị đọc cái bài văn đó, nếu con một chỉ một lần niệm Phật, dù chỉ một câu, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng xuất gia, dù chỉ một vài ngày, nếu con đã từng giữ tịnh giới, dù chỉ một vài lần, vân vân, tất cả các công đức đó con đều hồi hướng cho đạo vô thượng. Thì tất cả những công đức lành gì đời này mình làm, hồi hướng cho cái thiện nghiệp của mình. Vì Phật dạy mình có 5 điều mình không biết trước. 1. Không biết khi nào mình bệnh. 2. Không biết mình sẽ bị bệnh gì. 3. Không biết khi nào mình chết. 4. Không biết mình sẽ chết ở đâu. 5. Không biết chết vì lý do gì. Nhiều khi người đó bệnh ung thư nhưng mà không chết vì bệnh ung thư mà bị đứt mạch máu chết. Nhiều khi người đó bệnh đó nhưng mà không bị chết do tai nạn mà mất. Thành thử ra có 5 điều mình không biết trước. Chính không biết trước cho nên không dám lơ là. Không dám lơ là mà tâm mình lúc nào cũng cẩn cẩn. Người thân của mình chưa có biết khởi tâm hướng Phật, hướng Pháp, hướng Tăng. Bây giờ trong 3 hướng có thể họ không hướng Tăng, nhưng Phật Pháp có thể. Mình hãy nên giúp cho các vị đó, dù chỉ một câu một ngày. Pháp Hòa đi vô mấy cái nhà thăm bệnh mà bác nào mà không có thích niệm Phật hoặc lười niệm Phật do bệnh á, thì Pháp Hòa bày cho người con: quý cô đừng có chờ, quý chú đừng có chờ, má niệm Phật đi. Má sẽ không niệm đâu, mình niệm theo má. Má ơi, má niệm Phật theo con nha. Nam mô Di Đà Phật 3 câu rồi bà nghỉ. Bà nghỉ xong cái mình đi đâu hồi cái quay trở lại, má niệm Phật 3 câu. Nhất là những người lẫn, người già lẫn, họ chỉ lẫn trên cái hiện tượng bệnh tật của thân thể đời này thôi, chứ còn chủng tử tàn thức không có gì lẫn lộn hết á. Cho nên có nhiều người hỏi người điên gì, họ mất rồi nửa bữa mình tụng kinh họ hiểu không? Họ chỉ trả nghiệp đời này thôi. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa đại chúng, một người họ bệnh tâm thần, nếu mình lấy cây mình đánh họ, họ biết sợ mình không? Biết không? Như vậy thì làm sao mình nói họ rõ ràng là họ bị bệnh tâm thần điên được? Họ chỉ điên trên cái hiện tượng bình thường. Nhưng mà cái chủng tử sợ đau, chủng tử sợ bị đòn, chủng tử biết đói bụng, chủng tử biết thương, biết mến người nào thương họ, nó còn đó hết. Nó còn đó hết. Cho nên mình mới gọi là chủng tử, tức là hạt giống. Mà mình tu là để làm gì? Để tưới tẩm hạt giống lành, không tưới tẩm hạt giống xấu. Mình tu mỗi ngày là làm việc đó đó. Cái sân mà là chủng tử xấu, nó vừa khởi lên, đem nó xuống. Nhưng mà chủng thiện thiện mỗi ngày, khởi lòng từ bi, thấy mọi người xung quanh là những người đáng thương, đó là mình khởi lòng. Trên cái bài hát mà quý vị hát á, bên phải tôi đây là người thương, tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi đây là người tiêu vui tôi thương đó. Đó là mình khởi cái thiện lành đó. Rồi ngược lại, mình cũng phải nghĩ người khác thương mình. Bên trái tôi đây là người thương tôi, yêu tôi. Bên phải tôi đây là người thương tôi, yêu tôi. Trước mặt tôi đây là người thương yêu tôi, yêu tôi. Xung quanh tôi đây là người yêu tôi, thương tôi. Mới đầu mình yêu thương người ta,
Sau đó rồi người ta yêu thương mình, khởi cái thiện lành giữa mình với người. Mình tu tập á, y như là mình luyện tâm mình, như là mình dạy một đứa con nhỏ của mình thôi à. Một đứa con nít nó về nhà, nó mét mình, bạn nó ăn hiếp nó, mình có bao giờ mình dạy vậy thì sao, con ngu quá, con đánh lại nó không? Mình đâu có dạy con mình như vậy được. Con phải đi mét thầy giáo, hay là con đừng có tới gần nó, hay là con dễ thương với nó, hoặc là ngược lại, con có làm gì họ không, họ đánh con. Đó là cách mình giáo hóa nó. Cho nên á, người ta khởi tâm ghét mình á, hỏi lại mình coi mình có làm gì người ta ghét không. Cứ quên hỏi mình mà cứ đi phiền não với người khác. Rồi câu cuối cùng nha. Con ăn chay trường mà ăn trứng, vậy có tính là ăn chay không thầy? Và khi đi mừng tiệc cưới của bạn có một dĩa rau xào chung với thịt, vậy con ăn rau mà không ăn thịt có tội không? Không có tội lỗi gì hết, ta còn ăn nguyên con nữa kìa. Đây là một cái phương tiện. Mình thật tâm muốn ăn chay nhưng ở cái hoàn cảnh mình không còn cách khác. Mình không muốn người ta khó chịu với cái sự có mặt của mình. Và mình cũng không muốn gây một cái phiền muộn gì cho ai, chẳng qua mình đến dự buổi tiệc thôi. Một, không ngồi, mình ăn gì được mình ăn. Còn nếu có ăn thì mình cứ nhẹ nhàng, mình ăn những cái gì một vài miếng cho nó có lễ với người ta thôi. Tu tập như thế nào cho cái việc ăn chay mình nó thật là nhẹ nhàng. Mình ăn chay mà người ta thấy mình ăn chay mà người ta chạy đó là mình mệt rồi đó. Cái thứ hai là gì? Mình không ăn trứng thì cũng không sao, mà lỡ món ăn nào có trứng mình ăn cũng không có gì. Cái vấn đề là mình không ăn thôi. Không ai mà không ăn trứng mà thành Phật. Không, cũng giống như mà hôm nào á, mình mệt mình nghỉ tụng một thời kinh, không phải mình tụng thời kinh nữa là mình sẽ thành Phật. Nhưng mình biết sức khỏe của mình hôm nay không cho phép thì mình cứ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ngày mai tụng kinh có khi ngồi trước bàn Phật. Lỡ bệnh quá, ngồi trên, nằm trên giường bệnh, hơi thở hít vào thở ra niệm Phật trong tâm mình cũng được nữa. Còn mệt quá mở máy ta tụng mình quán theo cũng được nữa. Cái quan trọng là cái ý chí tu hành của mình nó không có mất. Còn hình thức nào chỉ là một phương tiện. Bệnh không tụng ra tiếng nhưng nghe tụng kinh cũng là một cái hình thức tu trì đó. Không, không được ngồi trên bàn Phật tụng kinh thì tụng kinh trong xe, lái xe một tiếng đi làm, mở kinh lên, mở chú đại bi lên mình tụng theo được hết, không có sao hết á. Còn đỡ hơn một tiếng đồng hồ mình cứ nghiêu ngao những bài hát, nó cũng đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà so ra một bài hát đi vào trong tâm thức và một bài kinh đi vào trong tâm thức nó khác nhau hẳn. Một tiếng đồng hồ mình nghe pháp trên xe, mặc dù tiếng được tiếng không ha, nhất là lúc ngủ đó. Đó, ngủ là cứ mở pháp, và thường thường là thầy cứ đọc thoại một mình, rồi bắt đầu là mình cứ theo mình đi. Nhưng cũng đỡ khi mà ngủ, tiền năm cái thức đầu của mình nó ngủ, cái pháp nó vẫn đi vô. Có những lúc Pháp Hòa rơi vào cái trạng thái như vậy, mở một bài pháp lên nghe, ngủ mất tiêu. Tự nhiên trong cái khi giây phút mình trở mình đó, lúc đó tất cả mọi cái nhìn, cái nghe, cái ngửi của mình đó, nó nằm ngủ hết, nó yên lắng hết, tâm ý mình nó sáng trong. Trời ơi, tự nhiên nghe cái đoạn đó trong cái mơ mơ màng màng vậy đó, mà mình nghe được một cái đoạn đó, cái tâm mình nó bừng, nhận thức của mình nó rất là sáng. Lúc đó Pháp Hòa lập tức ngồi dậy ghi nhận lại những cái mà mình tiếp nhận trong cái lời giảng đó. Thế nên mình không biết được. Còn hơn là thí dụ lỡ mình có chết trong giấc ngủ đi thì pháp cũng đưa mình đi. Còn không? Còn hơn là mình nằm đó mình ngủ, lỡ mình ngủ đi cái những cái bài nhạc á. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn này, đi đây cũng cô đơn. Chứ là không có mất đâu ạ. Cái thiện lành vẫn là một cái đứa nhỏ, từ nhỏ nó không biết gì, mình vẫn dạy nó những bài thi kệ. Quý vị cứ dạy con cháu mình những bài thi kệ đi. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi,
Xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Cứ dạy nó như vậy, mai mốt nó lớn lên nó ngẫm nghĩ những câu đó. Nhưng mà từ nhỏ đó, cái tâm trí nó trong sáng đó, những câu đó nó đi vào trong lòng nó không mất. Y chang như mình hồi nhỏ mình học mấy cái bài kệ ca dao thôi, bây giờ lớn lên thỉnh thoảng mình vẫn ngâm nga trở lại. Nhưng những đứa nhỏ đó mình hướng dẫn cho nó, có tiếng Anh, có tiếng Việt, tùy theo mình muốn dạy cái nào đó mình dạy. Nhưng mà một đứa nhỏ cái tâm thức nó còn trong sáng, quan trọng là mình đủ tuệ giác chánh niệm để hướng dẫn nó cái gì, thì tâm của mình cũng vậy. Nó rong ruổi lắm, nó thích rong ruổi lắm. Mình đủ chánh niệm tuệ giác để hướng tâm mình về con đường nào, lâu ngày nó sẽ thuần thôi. Cái này gọi là gì? Rèn tâm, luyện tâm. Và Phật có dạy cái bài kinh đó. Người mà luyện tâm cũng giống như người ta rút vàng vậy đó. Lửa phải liên tục để cho cái sức mạnh của lửa đó nó đủ nung nấu cái chất vàng. Cũng như vậy, chúng ta phải liên tục gia tâm vào cái sự tinh tấn đó, không để cho tâm mình lung lay. Cho nên một trong những cái mà Pháp Hòa, mặc dù Pháp Hòa khó cực thật, Pháp Hòa cực thật nhiều việc lắm, nhưng có một cái an ủi là nhờ như vậy cho nên giây phút nào tâm Pháp Hòa cũng ở trong Phật sự chứ không có rời. Hết đám tang tới đám hỏi, hết đám hỏi tới đám cưới, hết đám cưới tới chuyện này, suốt ngày tâm mình đã không có rời những câu chuyện của Phật sự. Bây giờ quý vị giảng vậy đó, ở đây vậy đó, mà tối lên phòng là gì? Trả lời email. Biết bao nhiêu những cái câu hỏi khổ đau người ta gửi tới. Cho nên nhờ như vậy đó mình mới thấy trời đất ơi, mình đi con đường này là trúng rồi. Bây giờ mình ở ngoài là mình có một trong những nạn nhân gửi mail. Quý vị hiểu ý vậy đó. Dạ. Thôi thì bây giờ tối nay mình còn nữa, còn câu hỏi nhiều lắm mà chưa trả lời nữa hết. Thì Pháp Hoài chỉ xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Thì ngày mai mình còn nhiều thời giờ nữa, Pháp Hoài sẽ tiếp tục. Rồi quý vị nào có câu hỏi cứ viết lên, thì mình sẽ cái giờ sinh hoạt vấn đáp mình sẽ học hỏi từ những câu hỏi này. Thì tối hôm nay đến đây chúng ta xin tạm dừng. Thì quý vị nghỉ ngơi, chúc đại chúng ngủ ngon, mai tu tiếp. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy.